Chào cả nhà, hello cả nhà, quay lại với kênh Cô Gái Đồ Văn Tú Gia Lai nhé. Hôm nay em làm video này là video cuối cùng về con mồi VT03. Nói chung là trước khi em làm video này thì ông đã giao dịch xong với ông Anh rồi. Ngày mai là chim lên xe về Việt Trì Phú Thọ nhé. Con chim này bán về cho anh Hà Đức Dương ở Việt Trì Phú Thọ. Anh em chơi chim cũng nhiều, anh em biết con chim kiếm được con mồi Việt như con VT03 hầu như là không phải là hiếm, hầu như là không có đâu. Nói chung từ bài tới nắp tù, nhiều anh em trên kênh nói chung yêu thích em, đam mê thì cũng từ con chim này mà ra. Mà nó sau thời gian trước thì một cách chụp em mới tách ra vi khoảng được ngày hôm nay ngày thứ ba rồi nè, giờ quyết định chia. Hơi lưu luyến nhưng mà nó gắn bó với mình vậy rồi, mong về bên trai ở Phú Thọ nó có cuộc sống tốt hơn. Ở bên em nó khổ quá, nói chung là trên rừng cũng tầm 5 năm gì đó, bắt bụi thì không kể nổi rồi, bộ cắt rồi chó chụp, mèo chụp, nói chung là nó tồn tại đến ngày hôm nay là cũng là hay lắm. Nhiều anh em yêu thích cái kênh của em chủ yếu là về con chim này. Nay quyết định chia thì anh nhiều anh em đừng buồn nhé. Sáng giờ là có thông báo cho mấy anh em biết là em chia con mồi này á, thì cũng nhiều anh em buồn nhắn tin cho là chia rồi không bao giờ kiếm được con thứ hai, cũng đúng thôi. Nhưng mà nó gắn bó mình như vậy, với là ông anh ở Phú Thọ thì ông đó gọi là ông mê con chim này, ông đó ông nhận con chim này lắm nên chia cho về ở với ông anh đó thì số phận của nó sướng hơn ở với em. Ông anh đó chơi thưởng thức, còn em này nói chung là đi đánh nhiều nên con chim này nó khổ. Từ nay là sẽ không còn được xem những video ở trên kênh của em về con mồi này nữa. Đây là clip cuối cùng, anh em xem vui. Sau này có yêu mến em thì cứ ủng hộ cho em nhé. Còn rất nhiều mồi nhưng mà không bằng con này thôi. Nó là một huyền thoại của em. Nói chung là từ ngày chơi chim tới giờ rất nhiều anh em mơ ước không sở hữu được. Nhiều người trả giá cao lắm nhưng em cũng không bán. Nhưng mà tới ngày hôm nay không biết duyên sao lại chia về đó. Anh em xem clip, giờ em sẽ cho nó đấu gù. Cho nó đấu gù tí để xem lửa cụi của nó như nào, đủ lửa để lên đường về không. Nên em xem hay, nhớ cho em một like nhé. Thank you.
Đây sẽ là video cuối cùng trên kênh của mồi VT03 nha anh em, của một chiến tướng huyền thoại VT03. Xin chào anh em.